Thì ra đây là lý do mà con có thể là im lặng hả? Không cần ai hết. Không cần ai nói chuyện, không cần tivi, không cần gì hết. Thì ra là vậy. Thật là nguy hiểm quá đi. Bỏ mặt luôn. Ở dưới lầu từ nãy giờ không nghe tiếng la hét gì, tưởng là con nằm chơi. Mà ai ngờ là vậy đây hả? Để xem coi. Bỏ ra nè. Ồ. Bây giờ có bố rồi, hỏng đúng không? Cười đúng không? Ha. Ha. Có người rồi thì tôi mới hóng, tôi mới cười đúng không? Không ai nói chuyện với tôi thì tôi phải múc tay đúng không? Hả? À, thiệt là nguy hiểm quá. Hài, mưa gió quá. Sao? Nói chuyện với con là con không có múc tay đúng không nè? Tại vì bỏ bê con mới múc tay đúng không? Ồ, vậy đó hả? Trời ơi, ngầm ghét quá đi. Múc tay ghiền tay là giống chị hai á nha. Cười cái gì mà cười. Tay múc rồi giải miếng thì sữa là chắc chua thúi rùm trong đây luôn đúng không? Hả? À. Cười hả? Anh sao? Bú no rồi không mới im đúng không? Chứ ông cho tôi bú là tôi cũng la làng lên đúng không? Hả? À. Đúng không nè? Ơi rồi kìa, nằm bị thủng quá rồi, bố kê đầu lên nha. Nói chuyện đó hả? Nói gì vậy? Nói gì không? Nói gì? Cười gì? Nghe nói này lúc nãy mẹ cắt tay la làng dữ lắm phải không? Trời ơi. Ồ, đá hả? Đá hả? Đá hả? Đá hả? Đá hả? Đá hả? Đá làm gì vậy? Đá ai vậy? Wow. Không có bé đâu nha. Không có bé đâu nha. Nằm chơi thôi nha. Nằm thủng quá không? Cô đỡ lên nha. Đã no chưa? Có bú nữa không? Cười cái gì vậy? Mừng cái gì mà cười? Cười cái mặt ghét quá đi thôi à. Cái mặt ghét quá đi thôi. Hỏng à. Coi coi cái mỏ nhọn không? Nó cục. Nó cục hả? Chà, già khỏe dữ ta. Nó cục thôi. Thôi nó cuốc rồi. Rồi, 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 rồi. Thôi tắt.